Vai diễn Thảo Nguyên trong bộ phim sitcom Anh Gia Đình Chén là một cô bé rất là cá tính. Có những cái tình huống là sẽ khi mà mọi người xem ở trên màn hình thì sẽ thấy là Thảo Nguyên có những hành động, có những cái mảng biến hài tình huống sẽ làm cho mọi người cảm thấy thú vị và cảm thấy buồn cười về Thảo Nguyên. Thảo Nguyên nhìn thì có vẻ là cá tính, nhưng mà thật ra trong thâm tâm cũng là bánh bèo yếu đuối, cũng là mơ ước là mình sẽ có những cái tính nữ tính giống như là các bạn gái bình thường, nhưng mà cái cá tính đã nó quá mạnh cho nên là thành ra nó để che đi cái tính nó không như. Theo Di thấy thì giữa Di và Thảo Nguyên là hai người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Thảo Nguyên thì thích ăn nói lớn tiếng rồi bốt chát, thì rất là thích cãi với người khác. Còn Di thì bình thường ở ngoài Di lùi lắm, Di lùi cãi, khi nào mà bực mình lắm thì Di mới cãi. Còn Thảo Nguyên là một cô gái mà không có thích trau chuốt cái vẻ bề ngoài, lúc nào cũng chỉ cùng chi nó khung thôi, không có để ý lắm về cái sự nữ tính của mình, cũng ít, hầu như là không mặc một cái đầm cái váy nào hết. Còn Di ở ngoài Di rất là điệu, Di thích thay đổi hình ảnh của mình liên tục và rất là để ý mỗi lần mà mình xuất hiện ở đâu thì Di rất là trau chuốt về cái phần hình ảnh của mình. Nó khác rất là nhiều, nhưng mà khi mà Di nhận được lời mời từ cái đạo diễn là anh Đinh Phúc Thuận thì cũng có hơi lo lắng chút xíu, tại vì thật ra có một cái điều rất là đặc biệt như thế này, Di đã đóng rất là nhiều phim rồi, nhưng mà phim Oan Gia Bùng Chéo là bộ phim sitcom đầu tiên Di tham gia, sitcom đầu tiên luôn. Từ trước bây giờ Di rất là thích sitcom, nhưng mà không hiểu sao mình chưa có duyên với sitcom. Mình đóng rất là nhiều phim nhưng mà lúc nào mình cũng thấy mọi người đi quay sitcom rất là thích, bởi vì quay sitcom rất là vui. Có những cái khi mà đóng như là mình sẽ có những cái tình huống vui trong đó và khi mình quay mình sẽ rất là thoải mái. Di rất là thích nhưng mà không hiểu sao mà mình chưa có duyên. Cho tới ngày hôm nay thì Di mới được bộ phim sitcom đầu tiên của sự nghiệp của mình. Mình cảm thấy rất là háo hức, mặc dù vai diễn nó khác với mình rất là nhiều, nhưng mà mình luôn cố gắng để mà hoàn thành tốt cái vai diễn này. Khi mà Di nhận được lời mời từ cái đạo diễn là anh Kim Phúc Thuận thì cũng có hơi lo lắng chút xíu, tại vì thật ra có một cái điều rất là đặc biệt như thế này, Di đã đóng rất là nhiều phim rồi, nhưng mà phim Oan Gia Bùng Chéo là bộ phim sitcom đầu tiên Di tham gia, sitcom đầu tiên luôn. Từ trước bây giờ Di rất là thích sitcom, nhưng mà không hiểu sao mình chưa có duyên với sitcom. Mình đóng rất là nhiều phim nhưng mà lúc nào mình cũng thấy mọi người đi quay sitcom rất là thích, bởi vì quay sitcom rất là vui. Có những cái khi mà đóng như là mình sẽ có những cái tình huống vui trong đó và khi mình quay mình sẽ rất là thoải mái. Di rất là thích nhưng mà không hiểu sao mà mình chưa có duyên. Cho tới ngày hôm nay thì Di mới được bộ phim sitcom đầu tiên của sự nghiệp của mình. Mình cảm thấy rất là háo hức, mặc dù vai diễn nó khác với mình rất là nhiều, nhưng mà mình luôn cố gắng để mà hoàn thành tốt cái vai diễn này. Đối với Di khi mà làm việc với một ekip làm phim nào đó, cái điều mà Di quan tâm nhất đó chính là đạo diễn, bởi vì đạo diễn là cái người giống như là cái đầu tàu và người đó sẽ là truyền đạt cho mình biết là mình phải làm thế nào. Nhưng mà khả năng truyền đạt thì Di nghĩ không phải ai cũng có. Khi mà anh Vinh mời thì Di cảm thấy rất là an tâm, tại vì Di đã từng hợp tác với anh Vinh trong một cái tập phim ngắn trước đó rồi, nên là Di biết. Bởi vì bản thân Di không phải là người chuyên về hài. Nếu mà quay sitcom thì thường mọi người sẽ thấy là người ta sẽ thường mời diễn viên hài rất là nhiều, bởi vì đó là cái thế mạnh của họ. Thì Di không phải, Di chỉ là lâu lâu đá chéo sân thôi. Cho nên là khi mà anh Vinh hắn gọi thì Di cảm thấy có lúc anh cũng có nói luôn, nếu mà anh ấy thì em rất là yên tâm, bởi vì anh kiểu em được và anh sẽ lèo lái cho em được làm sao đi diễn hài cách duyên nhất, tại vì đã được bảo chứng từ một cái tập phim ngắn trước đó rồi. Trước đây khi mà đóng những cái phim khác thì anh Hà Chí Quang có khi là anh đóng vai chú của Di nữa, nên là nó cái tiếng lớn hơn rất là nhiều, chứ bao giờ mình đóng cảnh tình cảm hay là những cái cảnh mà gọi là đấu tay đôi với ảnh thì chưa có.
anh chưa có hiểu được lúc đầu á, thì mình cũng không biết là không biết mình với anh Quang đóng hả có ăn ý hay không. Mới đầu thì hai anh em nó có hơi một chút xíu gọi là bỡ ngỡ, Di nghĩ là chắc là phần Di sẽ nhiều hơn, thì anh Quang thì anh rất là có rất là nhiều kinh nghiệm rồi, Di có một chút xíu bỡ ngỡ, nhưng mà từ từ rồi bắt đầu qua qua những cái phân đoạn thứ ba, phân đoạn thứ tư của cái ngày đầu tiên bấm máy, bắt đầu hai anh em đã quen với cái chuyện đó rồi, nên là cảm thấy là rất là dễ. Và cho tới bây giờ là sau khi mà những cái ngày mà đóng máy luôn, nhiều khi là hai anh em cũng chat với nhau, nói chuyện chơi, rồi còn bàn là anh Quang sẽ đi mua những cái bộ đồ để mà hai đứa mặc ở trong phim cho nó giống một couple, rồi cho nó dễ thương, cho nó đẹp với nhân vật của mình. Tức là ngoài cái sự tương tác trên phim trường là Di với anh Quang còn có cái sự liên lạc ở ngoài, để mà khi mà quay lên mọi người sẽ tin đây là một cặp. Gì đặc biệt mà ấn tượng với lại Di? Nói về tất cả các diễn viên trong phim này thì nếu mà nói Di nhận xét sẽ rất là khó, bởi vì tất cả các diễn viên trừ cô bé mà đóng vai em gái của Di thì tất cả những người còn lại đều là những người gọi là có kinh nghiệm dày dặn trong nghề. Lê Lộc là một nhân tố cũng mới, nhưng mà Lê Lộc cũng đã tham gia rất nhiều phim và tham gia kịch rất là nhiều rồi, thì Di sẽ rất là khó mà nhận xét là ai. Nhưng mà anh Quang với lại má Hương Quỳnh thì đã đóng rồi, thì không thôi không mình bỏ qua hai người đó. Nhưng mà khi mà Di đóng phim này á, cái sự ấn tượng của Di dành cho chị Lê Giang và Lê Lộc rất là nhiều luôn, mặc dù là Di biết hai người từ trước rồi, cũng có nói chuyện thỉnh thoảng nếu mà gặp cũng có nói chuyện, nhưng mà không có mối quan hệ nó cũng không có thân lắm, tại vì chưa có từng làm việc chung với nhau, chỉ là xã giao thôi. Nhưng mà khi mà làm việc rồi mới cảm thấy là hai người rất là duyên, rất là duyên luôn, diễn rất là tỉnh, nhất là Lê Lộc. Khi mà Lê Lộc diễn thì xém xì mấy lần luôn, như tại sao em diễn tỉnh bây giờ, tỉnh rất là tỉnh luôn, và diễn rất là thích cái kiểu hài mà diễn tỉnh như vậy. Đó là sự ấn tượng dành cho cái diễn xuất của chị Lê Giang và Lê Lộc. Cho nên là cái sự yêu quý của mình, chính vì cái sự ngưỡng mộ về cái cách diễn, nên là Di nghĩ là Di dành sự yêu quý cho hai người đó.